Thứ nhất, bà con có sở thích đam mê chăn nuôi con động vật hoang dã này, ví dụ như là con trồn, con giòn, con rúi, là trang trại tôi sẽ hỗ trợ tất cả các kỹ thuật chăm sóc, kỹ thuật chuồng trại, và trang trại tôi sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ để cho bà con phát triển chăn nuôi con này. Mong sao bà con phát triển chăn nuôi con này thành công. Bà con chăn nuôi phát triển con này thành công thì cũng tương đương như trang trại của tôi thành công, vì là đôi bên cùng có lợi, đôi bên cùng hợp tác. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Như quý vị cũng đã biết, Làm Giàu Cùng Chuyên Gia là kênh chuyên tìm hiểu, chia sẻ và kết nối bà con đến những mô hình chăn nuôi động vật hoang dã mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cả nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ đến bà con rất là nhiều những cái mô hình trang trại chăn nuôi thành công, phát triển lâu đời này. Và hiện nay thì bà con miền Tây mình đang quan tâm đến những con vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao như con rúi, con trồn, con giòn. Và bà con cũng rất là muốn tìm đến những trang trại có địa chỉ gần với bà con nhất để bà con có thể thuận tiện trong đi lại, để bà con học hỏi một cách tốt nhất. Và để đáp ứng được nguyện vọng đó của bà con thì hôm nay chúng tôi đang có mặt tại Vĩnh Long, giáp chân cầu Cần Thơ, để gặp gỡ tìm đến một trang trại đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong chăn nuôi và thuần hóa những dòng động vật hoang dã này ạ. Em chào anh ạ. Em chào anh Mạnh ạ. Anh chào em. Dạ. Xin giới thiệu với bà con, bên cạnh tôi đây là anh Mạnh. Và với bà con đam mê chăn nuôi trên cả nước, đặc biệt là bà con khu vực miền Bắc, khu vực miền Nam thì đã biết đến anh Mạnh là chủ một chuỗi trang trại chăn nuôi động vật hoang dã trải dài từ Bắc vào Nam. Và hôm nay thì anh Mạnh sẽ cùng với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia chia sẻ đến bà con mô hình chăn nuôi của anh có địa chỉ tại ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Anh Mạnh ơi, anh có thể một lần nữa giới thiệu cho bà con trên cả nước biết về tên của mình cũng như là về những địa điểm trang trại của mình, để bà con muốn tham quan thì có thể thuận tiện nhất trong cái vấn đề là đi lại học hỏi không ạ? Vâng, tôi sẵn sàng. Tôi xin chào toàn thể bà con trên cả nước. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Bùi Công Mạnh. Tôi là chủ nuôi con động vật hoang dã này rất nhiều năm nay rồi. Và trang trại của tôi gồm có ví dụ như là ngoài Bắc ấy, là ngoài Hà Nội, và trong Sài Gòn thì có ở Đồng Nai. Hôm nay tôi cũng rất vui được kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia ghé qua trang trại của tôi có địa chỉ tại ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Dạ. Anh Mạnh ơi, thế như em được biết là anh Mạnh đã có một chuỗi trang trại rất là lớn trên cả nước này rồi, và không chỉ tính riêng trang trại miền Tây thì mình đã có phải đến 4-5 trang trại rất là lớn. Dạ. Thì lý do vì sao mình lại lựa chọn miền Tây là một điểm đến tiếp theo ạ? Tôi cũng chia sẻ với bà con như này. Tôi ví dụ như là trang trại của tôi ở trên Đồng Nai thì cũng có một số bà con đến tham quan và bắt con giống của trang trại tôi, thì cũng có một số bà con cũng chia sẻ qua điện thoại của tôi. Tính từ các tỉnh miền Tây này tới trại Đồng Nai của tôi thì nó quãng đường nó quá xa. Chính vì vậy tôi quyết định mở một trang trại của tôi có địa chỉ tại Vĩnh Long này. Và hôm nay thì tôi cũng sẵn sàng chia sẻ và đưa bà con đến thăm quy mô trang trại của tôi. Về trang trại của tôi này, một số bà con cũng biết rồi, là trang trại tôi là gồm tôi nuôi nhiều loài. Đó là con rúi mốc Đại Trung Quốc là một này, con rúi má đào Thái Lan là hai này, con này là con giòn. Đấy. Vậy thì khu ở Vĩnh Long này là mình có 3 phân khu để mình nuôi 3 con vật lợn khác nhau. Thì là tổng cái số đàn của mình ở Vĩnh Long này thì nó có cái số lượng như thế nào ạ? Anh thú thực với em với lại bà con là cái số lượng anh lại phân khu ra. Cái ví dụ cái khu vực này là nuôi con giòn. Đấy, còn ví dụ khu vực bên kia chẳng hạn thì nuôi con trồn, và khu vực bên kia thì tôi lại nuôi con rúi. Đấy. Thì nói về con giòn trước đi. Thì con giòn này thì là một số bà con ở mình mấy tỉnh miền Tây này ấy, thì cũng đến tham quan của trang trại tôi thì nhiều người chưa biết con này là con gì. Dạ. Hoặc đầu họ nhìn họ bảo ô anh Mạnh ơi, con này là con nhím à? Dạ. Thì tôi cũng chia sẻ bà con là con này không phải là con nhím. Thì con này là nhìn bộ dạng của nó thì rất là giống con nhím. Hoặc nhìn đúng không? Hoặc dạ. Nhìn ấy thì là nó giống con nhím. Nhưng cái bộ lông của nó thì nó giống con nhím. Nhưng bà con để ý cho tôi là cái mặt của nó là mặt chuột và đuôi dài. Thứ hai nữa là cái trọng lượng con này nó không to như con nhím. Dạ. Đấy, và nó ăn cũng rất là ít thôi. Dạ. Và thứ ba nữa là cái ưu điểm quan trọng nhất là cái sức khỏe này. Và cái sức khỏe này và cái sinh sản của nó rất là tốt. Và cái thứ tư là cái giá trị thương phẩm của nó rất là cao. Dạ. Ví dụ con nhím này bây giờ ở ngoài thị trường, bây giờ bên
anh đang bao tiêu cho bà con là 1 triệu 7 đến 1 triệu 8 1 kg cơ. Có nghĩa là đấy, giá của nó rất là cao. Rất cao. Vậy thì trang trại mình là chăn nuôi 3 giống khác nhau, thì đúng con rồi, vật nuôi nào là con vật nuôi có giá trị cao nhất hả anh? À, tôi cũng chia sẻ với bà con, toàn thể bà con ở tỉnh miền Tây, thì nói về tất cả những con động vật hoang dã như trang trại tôi đang phát triển, thì tôi cũng xin chia sẻ thật với bà con, nói về đem lời kinh tế cho mình cao nhất vẫn là con chồn mốc, con chồn hương là cao nhất, sau đó là đến con giò và cuối cùng là con rúi. Vì là sao tôi nói đấy? Vì giá trị thương phẩm cái con chồn này ấy, là nó là cao nhất, 1,9 đến 2 triệu trên 1 kg cơ. Vậy thì với mỗi một cặp chồn mốc thì mình sẽ thu về được cái lợi nhuận là bao nhiêu? Cái lợi nhuận của ví dụ như là bà con nuôi một đôi chồn mốc mà cái lợi nhuận của bà con thu về trong một năm ấy, thì đâu đấy là bà con cũng thu về là 5 đến 60 triệu. 5 đến 60 triệu một đôi, một đôi chồn mốc vậy. Dạ. Như vậy thì con giòn này thấp hơn thì nó là bao nhiêu ấy? Đối với con giòn thì là như này, thì thật ra là cái giá con giống con giòn này lại rẻ hơn. Dạ. Thì tất nhiên là tiền nào phải đấy. Dạ. Thì con giòn này thì là ví dụ như cặp bố mẹ nó chỉ có 2 triệu, thì tất nhiên là cái thu nhập mà cái lợi nhuận biên đem lại cho mình ấy, thì nó sẽ không bằng con chồn được. Dạ. Thì là nó chỉ ở đâu đấy là 35 đến 40 triệu một cặp giòn thôi. 35 đến 40 triệu một cặp. Dạ. Vậy thì như đối với con rúi thì sao anh? Đối với con rúi thì là ví dụ như là trang trại tôi thì có hai loại rúi, đó là con rúi mốc Đại Trung Quốc và con rúi má đào Thái Lan. Tôi lấy ví dụ như bà con nuôi một đôi rúi mốc chẳng hạn, thì là một năm đâu đấy là bà con cũng thu lời về là 7 đến 8 triệu trên một cặp rúi. 7 đến 8 triệu trên một cặp rúi. Dạ. Mốc đại đúng không? Đúng rồi, rúi đấy là rúi. Dạ. Mốc đại. Dạ. Anh ơi, như em thấy là anh vừa chia sẻ là như đối với con chồn mốc. Dạ. Thì cái lợi nhuận của nó là khoảng 5 đến 60 triệu một năm. Thì như em thấy là bà con mình chăn nuôi con lợn, con gà hay con trâu, con bò đã quá quen thuộc rồi. Ví dụ như là chăn nuôi con trâu đi, trâu, con bò đi, thì em thấy là ví dụ như một con, khi mà bà con chăn nuôi con bò sinh sản thì bà con cũng phải bỏ đâu đấy số vốn là khoảng 15 đến 20 triệu đồng để mua được một con, từ khi nó còn là con bê để về mình chăn nuôi làm sinh sản. Nhưng mà khi mà mình xuất bán lứa đầu tiên thì cũng mất vào 5 rưỡi 2 năm thì mình mới bán được một con bê con, thì nó cũng chỉ rơi vào đâu đấy khoảng trên dưới 10 triệu đồng. Là mình còn chưa kể là mình trừ đi chi phí thức ăn, chi phí công chăm sóc, thì tính ra nó cũng không được đáng mấy. Nhưng mà anh vừa có chia sẻ về con chồn mốc là lợi nhuận của nó là 5 đến 60 triệu một năm, là mình đã trừ hết chi phí rồi đúng không? Đúng, đúng ạ. Như vậy là cái số vốn con giống mình bỏ ra là nó sẽ khoảng 5-60 triệu một đôi giống này. Đây, ví dụ đây tôi cũng xin giới thiệu, đây là cái chuồng tập thể. Đây, ví dụ như là cái một cặp bố mẹ này nó là 35 triệu. Đấy, thì là so với bà con như ban nãy em hỏi anh là so với bà con nuôi một cặp trâu ấy, thì là cái lợi nhuận biên nó đem về cho bà con nó cao gấp 2 đến 3 lần. Dạ. Đấy. Vậy có nghĩa là nếu bà con mà bỏ số vốn khoảng 15 20 triệu đồng để chăn nuôi con bò chẳng hạn, thì bà con phải mất ít nhất là 2 lứa đẻ thì bà con mới có thể thu hồi vốn. Đấy là em nói là ít nhất là như thế. Còn ví dụ đấy là trong điều kiện là thuận lợi này, con bò của mình nó đẻ thuận lợi này, và mình chăn nuôi nó cũng không có dịch bệnh không, và giá cả nó cũng phải cao. Còn như đối với con chồn mốc này, như anh vừa chia sẻ là 35 triệu một cặp. Vậy có nghĩa là nếu như mình chăn nuôi với cái cặp bố mẹ đã sinh sản là 35 triệu này, là chỉ sau hơn một năm là mình đã có thể vừa thu hồi vốn, là mình đã vừa có lãi rồi. Vậy anh Mạnh ơi, như những cái giống vật nuôi này thì cái hiệu quả kinh tế nó rất là cao như thế, thì chăn nuôi nó có khó khăn gì so với lại việc là mình chăn nuôi những cái giống vật nuôi thông thường không anh? Đối với những con động vật hoang dã ở trang trại anh đang phát triển và chăn nuôi ấy, thì nói về chăm sóc cái con này ấy, nó rất là đơn giản thôi. Vì cái nguồn thức ăn của nó rất là dễ kiếm, nhất là bà con ở mấy tỉnh miền Tây này. Ví dụ như khẩu phần của một con chồn này nhá. Dạ. Là vì ban nãy anh em kỹ thuật vừa cho nó ăn xong, thì ở trang trại anh thì có 2 chế độ chăn. Chăn sinh sản khác và chăn thương phẩm khác. Chăn sinh sản ở bên anh là cho ngày chỉ cho nó ăn 2 bữa thôi. Dạ. Ví dụ buổi sáng là cho nó mỗi một con chồn này là ăn 2 đến 3 trái chuối chín. Trưa không phải chăn. Đến 4 5 giờ chiều thì cho mỗi một con là ăn một cái nắp nhựa này là cháo, thì bà con có thể nấu cho tôi là cháo trắng này, cháo cổ cánh gà công nghiệp này, cháo thịt này hoặc cháo cá. Đấy, thì là vào 4 5 giờ chiều chăn.
đấy là chăn sinh sản. Còn ví dụ như bà con mà chăn thương phẩm thì bà con có thể là chăn nhiều bữa lên cho tôi, cho nó ăn nhiều bữa lên. Ví dụ như sáng trưa cho ăn cháo được, tối cho ăn cháo được, thậm chí là 9-10 giờ đêm bà con có thể bổ sung cho nó ăn thêm một bữa cháo nữa. Dạ. Để nó càng lớn nhanh càng tốt. Dạ. Đấy. Anh ơi, đấy là đối với con trồn, vậy thì đối với con giòn thì sao? Thưa bà con, đối với con giòn thì cái nguồn thức ăn của nó lại còn đa dạng hơn. Thì con riêng nói về con giòn thì nó ăn tất cả những cái rau củ quả, ví dụ như là su hào, bắp cải, củ sắn, củ khoai, chuối, mít, đu đủ, thanh long. Đấy. Có nghĩa là nó ăn được đa dạng hơn, phong phú hơn con trồn. Đúng rồi, nó ăn tạp hơn. Dạ. Đấy. Anh ơi, như em thấy anh vừa chia sẻ là như đối với bà con mà muốn chăn nuôi con giòn thì ít nhất đâu đấy bà con cũng phải có số vốn là khoảng trên dưới 20 triệu đồng. Còn đối với con trồn này thì phải có trên dưới 30 triệu đồng bà con mới có thể bắt được một cặp giống để về chăn nuôi. Vậy thì như anh cũng biết là như bà con Việt Nam mình thì không phải ai cũng có nhiều vốn để mình có thể khởi nghiệp mà bỏ ra để chăn nuôi một cái giống vật nuôi đắt đỏ như thế. Thì có rất là nhiều bà con cũng phản hồi là cũng muốn bắt tay vào chăn nuôi động vật hoang dã, nhưng mà bà con chưa biết là chăn nuôi con gì thì cái hiệu quả nó cao hơn những cái giống vật nuôi thông thường, nhưng mà cái số vốn của nó ban đầu bỏ ra nó không phải là nhiều. Đúng rồi. Hôm nay anh cũng chia sẻ với em với lại toàn thể bà con là cũng có một số bà con là gọi điện cho anh là anh ơi, em số vốn của em chỉ có 15-20 triệu thì em có thể nuôi được con động vật hoang dã này không? Thì chính vì mà tôi cũng hiểu được tâm lý của người dân, cũng có một số bà con điện cho tôi là anh ơi, tôi có số vốn của tôi chỉ có 10-15 triệu tôi có thể nuôi được con động vật hoang dã này không? Thì tôi cũng xin chia sẻ bà con là nói về kinh tế thì phụ thuộc vào mỗi gia đình. Thì cũng có người có điều kiện thì họ đầu tư lớn, cũng có người không có điều kiện có 10-15 triệu chẳng hạn, thì tôi sẽ tư vấn cho bà con là nuôi con rúi thì cũng có thể là cái lợi nhuận nó đem lại cho mình cũng cao gấp 2-3 lần so với bà con nuôi con gà, con lợn chẳng hạn. Đấy. Dạ. À, như khu chăn nuôi rúi của mình là bên này đúng không anh? Đúng rồi. Đây bên này là khu bên trang trại của anh, là anh nuôi con rúi mốc đại Trung Quốc và con rúi má đào Thái Lan. Dạ. Thì như con mốc đại Trung Quốc thì cái giá thành của nó thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu một cặp anh? Nói về rúi thì ở trang trại anh thì có hai loại rúi. Đó là con rúi mốc đại Trung Quốc là một, con rúi má đào Thái Lan là hai. Đấy. Thì nói về giá thành con rúi mốc đại Trung Quốc trước thì là nó bên anh bán theo cặp, bán theo lứa tuổi. Ví dụ như loại 3 tháng tuổi một giá, 5 tháng tuổi một giá, và loại 7-8 tháng tuổi gọi là hậu bị một giá, và một giá nữa là loại bố mẹ. Ở trại anh nó đẻ một lứa rồi, bây giờ nó đang chuẩn bị sinh sản lứa thứ hai thì nó dao động từ 1,5-4 triệu một cặp. Là cái loại 1,5 triệu là cái loại 3 tháng tuổi, cái loại baby nhỏ nhất là 1,5 triệu. Còn cái loại đắt nhất, gọi là mắc nhất thì là 4 triệu một cặp là cái loại bố mẹ. Đấy. Thì em thấy thì chuồng trại mà mình chăn nuôi con rúi này thì nó cũng đơn giản nhất so với lại những cái con vật khác đúng không ạ? Anh ơi, như con này thì em nhìn thấy là nó cũng khá là giống với con chuột ấy, thì cái mật độ sinh sản của nó thì nó có giống với lại cái con chuột không anh? Nói về con rúi, đây anh cũng chia sẻ với em là đây là con rúi mốc đại Trung Quốc. Dạ. Thì là nói vì hình dáng của nó thì nó cũng giống, nó giống dòng gậm nhấm nên là nó cũng hình dáng nó giống con chuột. Nhưng ngược lại nói về mật độ sinh sản, con rúi này một năm nó sinh sản 3 lứa và trung bình của nó là 3-4 con trên một lứa. Đấy. Dạ. Cũng có con nó đẻ 5-6. Dạ, như thế là nó cũng rất là sai rồi đúng không ạ? Thì em có nghe anh Mạnh chia sẻ là một cặp rúi này một năm nó cũng mang về hiệu quả là từ 6-7 triệu đồng trên một cặp đúng không ạ? Dạ. Thì như em thấy là chăn nuôi cái con rúi này thì so với lại con gà hay là đến con lợn nữa thì cái hiệu quả kinh tế nó đã cao hơn rất là nhiều. Vậy thì với những cái giống vật nuôi này thì nó có tiềm ẩn dịch bệnh gì không? Thưa bà con, nói về dịch bệnh thì tất cả như trang trại tôi là đã phát triển nuôi con động vật hoang dã này rất nhiều năm nay rồi. Thì đầu tiên là tôi nuôi ngoài Bắc, ngoài Hà Nội, và sau đó tôi mở rộng vào trong miền Nam, và bây giờ là tôi lại mở rộng trang trại của tôi ở trong Vĩnh Long này. Thì nói về dịch bệnh thì tôi cũng xin chia sẻ bà con là như này, nó là con động vật hoang dã đấy, nên là nó về trang trại tôi nó được thuần hóa rồi, nhưng nó vẫn giữ được cái gen của con động vật hoang dã nên cái sức đề kháng nó rất là tốt. Nói về bệnh dịch thì nói tôi cũng chia sẻ với bà con là nó không bị dịch bệnh virus như kiểu gà lợn đâu. Nó chỉ ví dụ như là
con rúi chẳng hạn nó chỉ bị một hai cá thể, ví dụ như là cái bệnh chính của nó là nó bị đau bụng đi ngoài chẳng hạn, thì bà con lưu ý cho tôi là cái bệnh này thì mình có thể phòng ngừa được. Thứ nhất là bà con lưu ý cho tôi là cái đảm bảo cái nguồn thức ăn nó phải sạch sẽ, ví dụ cái ngô là không được ẩm mốc này, không bị chất bảo quản này. Thứ hai nữa cây mía, ví dụ cây mía ấy, thì bà con lên là dùng cái mía bà con dùng cạo hết cái phấn đi cho tôi. Và thứ ba nữa là bà con chặt cây mía này, cây tre này, vì con này nó ăn chủ lực chính của nó là tre, ngô và mía. Thì là tôi cũng xin lưu ý bà con là trước khi bà con vào chăn nuôi cái con rúi này ấy, thì là bà con chặt cây mía hoặc cây tre thì tránh cho tôi vào những cái ngày trời mưa. Ví dụ như hôm nay trời mưa chẳng hạn, bà con chặt ấy, thì bà con về để ráo cái nước mưa cho tôi. Ví dụ như bà con vô tình mà cho nó ăn ngay ấy, thì vô tình là có con rúi nó ăn vào cái nước mưa, thì cái nước mưa nó cũng có tỷ lệ axit, đôi khi là nó cũng dẫn đến con rúi nó bị đau bụng đi ngoài. Đấy. Có nghĩa là với những cái con vật nuôi như rúi chồn ron thì mình chỉ cần đảm bảo về nguồn thức ăn sạch sẽ, không bị nấm mốc, không bị dập nát. Đúng rồi. Thì là cái sức đề kháng của nó đã rất là tốt rồi, đúng không ạ? Vậy anh ơi, như những cái giống vật nuôi này thì ngay từ con rúi cho đến con ron hay con chồn thì cái giá trị nó đều rất là cao như thế, thì cái thị trường đầu ra của nó hiện tại nó có rộng mở hay không ạ? Anh cũng chia sẻ với em ấy, toàn thể bà con này như này. Cách đây 19 năm về trước thì tôi cũng phát triển nuôi con này. Thì đầu tiên thì tôi cũng tự mời mò thôi, tự quan hệ thôi. Thì đầu tiên là tôi nuôi ngoài Hà Nội thì tôi cũng đi mày mò đi giao lưu với các chủ nhà hàng khách sạn lớn, các chủ nhà hàng khách sạn resort lớn trên toàn quốc. Thì số tôi cũng may mắn là tôi cũng ký được mới đầu là cũng 5-10 cái nhà hàng khách sạn lớn. Sau đó là cứ cái chuỗi nhà hàng khách sạn nó họ người nọ cứ giới thiệu người kia. Đến nay thì tôi cái mối đầu ra của tôi là tôi bao hình chữ S rồi. Thế thì từ Bắc vào tới Nam. Thì là nói về cái sản lượng đầu ra của tôi ấy, thì tôi phát triển đến nay là 19 năm nay rồi mà bây giờ tôi mới đáp ứng được 30-40% thôi. Chính vì thế là tôi bà con nào đến với trang trại tôi và bắt con giống của trang trại tôi thì tôi sẽ ký hợp đồng bao tiêu đầu ra cho bà con để làm sao bà con yên tâm bắt tay vào chăn nuôi con này. Đấy, thứ hai nữa là trong suốt quá trình bà con chăn nuôi con này thì thứ nhất tôi sẽ hỗ trợ bà kỹ thuật này, chuồng trại này và kỹ thuật chăm sóc này để làm sao bà con chăn nuôi thành công. Bà con chăn nuôi thành công, bà con còn giới thiệu cho người nhà bà con phát triển con này và bà con còn giới thiệu cho địa phương bà con, thì tất nhiên là cái thị trường nó mở rộng ra thì tất nhiên là cái tiếng tăm của trang trại tôi lại càng lớn rộng thêm. Và thứ hai nữa là tôi ký cái hợp đồng bao tiêu hàng thương phẩm cho bà con ấy thì tôi cũng có lợi nhuận biên ở trong đó chứ không phải là bao tiêu không. Vì ví dụ tôi bao tiêu cho bà con là 700.000-800.000 nhưng đầu ra của tôi là cũng triệu, hơn triệu một ký, thì đâu đấy tôi cũng có lời 100-200.000 ở trong đấy rồi. Có nghĩa là đấy, mình sẽ hợp tác trên cơ sở là đôi bên cùng có lợi. Đúng rồi. Vậy anh ơi, nếu như bà con mà muốn đến trang trại mình tham quan, học hỏi cũng như là tìm hiểu về những cái giống vật nuôi này thì trang trại mình có sẵn sàng là hỗ trợ để đáp ứng cho bà con những cái nhu cầu của bà con không anh? Như ban nãy tôi cũng chia sẻ rồi. Thứ nhất, bà con có sở thích đam mê chăn nuôi con động vật hoang dã này, ví dụ như là con chồn, con ron, con rúi, là trang trại tôi sẽ hỗ trợ tất cả các kỹ thuật chăm sóc, kỹ thuật chuồng trại, và trang trại tôi sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ để cho bà con phát triển chăn nuôi con này. Mong sao bà con phát triển chăn nuôi con này thành công. Bà con chăn nuôi phát triển con này thành công thì cũng tương đương như trang trại của tôi thành công, vì là đôi bên cùng có lợi, đôi bên cùng hợp tác. Ví dụ như bà con là sau này mở rộng trang trại thì cũng có thể là tôi sẽ cung cấp con giống và đôi bên cùng lời. Dạ. Và như anh Mạnh cũng đã vừa chia sẻ tất cả những cái kỹ thuật cũng như là về mô hình chăn nuôi động vật hoang dã, điển hình như con rúi, con chồn, con ron mà trang trại anh đã phát triển rất là nhiều năm nay rồi. Nếu như bà con còn muốn tìm hiểu kỹ hơn, bà con hãy liên hệ trực tiếp cho anh Mạnh theo số điện thoại đang được ghim trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp trang trại anh có địa chỉ tại ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long,
hoặc là bà con miền Bắc có thể ghé thăm trang trại anh tại Hà Nội, bà con miền Nam có thể ghé thăm trang trại của anh tại Đồng Nai. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia.